Ngày 4 tháng 7, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác trong tuần qua, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần tới. Đồng chí Nguyễn Anh Tú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Tuần qua, thành phố đã triển khai đợt kiểm tra rà soát xác nhận doanh thu tính thuế, mức thuế phải nộp đối với các cá nhân đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn. Qua rà soát đã đưa thêm 264 hộ kinh doanh trên địa bàn vào danh sách quản lý thuế. Thành phố cũng đã chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, đảm bảo nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. Các đơn vị xã phường tiếp tục đẩy mạnh quản lý, đưa gia súc vào giết mổ tập trung, quản lý trật tự đô thị, tài nguyên khoáng sản, giữ ổn định an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, thành phố tích cực triển khai nhiều hoạt động tri ân, chăm lo cho đối tượng thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công. Hội nghị cũng đã nghe báo cáo nhanh về tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn, báo cáo về công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư của công dân. Qua nghe ý kiến của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Anh Tú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban đơn vị tập trung cao độ thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách, tiếp tục rà soát quỹ đất trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu cấp quyền sử dụng đất năm 2017, chủ động ứng phó với mùa mưa lũ năm nay. Đồng chí yêu cầu các đơn vị rà soát ưu tiên nâng cấp cải tạo các công trình phòng chống lụt bão cấp thiết để nhanh tiến độ thực hiện di dời các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng chỉ đạo các phòng ban đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực trật tự đô thị, tài nguyên khoáng sản, làm tốt công tác giải quyết kiến nghị của cử tri từ cơ sở, đề nghị lực lượng chức năng tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, lập chuyên án cao điểm rà soát xử lý xe quá khổ, quá tải. Các phòng ban chức năng tham mưu thành lập đơn vị có chức năng duy tu, sửa chữa đường bộ, phát động kế hoạch tuyên truyền vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tiếp tục triển khai các hoạt động thiết thực chào mừng 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Cũng là những nội dung được đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố lưu ý các phòng ban xã phường tập trung làm tốt trong thời gian tới.